Đứng lại, thằng trộm kia, đứng lại cho tao, nhanh lên. Đứng lại cái thằng trộm kia. Tôi xin lỗi anh nhá, tôi lại đuổi theo tên trộm, mau bắt lấy nó. Bắt được nó. Trộm, đứng lại. Thằng kia, trả lại đi thôi cho tao. À, ông bắt lấy mày rồi nhá, mày. Điện thoại của ông đâu? Nhanh! Anh ơi, em biết điện thoại nào đâu, anh bắt nhầm người rồi. Mày còn cãi à? Nói, điện thoại của tao đâu? Mày giấu ở đâu rồi? Nhanh! Thằng này! Có chuyện gì đấy? Sao anh lại bắt nạt người ăn xin là sao? Chị ơi, tôi chỉ là một thằng ăn xin thôi. Mà anh này này, anh cứ vu oan cho tôi là lấy điện thoại của anh ấy. Cô đừng có mà nghe nó. Nó trộm điện thoại của tôi, nên tôi đuổi theo để lấy lại đấy. Thế anh tìm điện thoại trên người cậu ta chưa? Tôi tìm rồi, nhưng mà không thấy. Tôi cũng đang thắc mắc đây. Nói nhanh, mày giấu điện thoại của tao ở đâu? Nhanh! À, này, tôi ăn xin, chứ không phải ăn cắp. Tôi cũng sống theo nguyên tắc của tôi đấy. Chị ơi, chị cứu em với ạ. Đưa lại cái thằng trộm kia. Tôi xin lỗi anh nhá. Tôi lại đuổi theo tên trộm. Mau bắt lấy nó. Bắt được nó. Trộm, đứng lại. Chết tiệt. Thế mà tôi không nghĩ ra, cậu ta đã đưa điện thoại của tôi cho lồng bọn rồi. Chính là cái người mà khi nãy cậu ta cố tình va phải. Anh thôi đi, anh không có bằng chứng. Tất cả chỉ là suy đoán của anh thôi, có đúng không? Nhưng mà tôi chắc chắn là cậu ta lấy. Em không lấy được đâu ạ. Này, đừng tưởng tôi nghèo mà bắt nạt tôi nhá. Anh không có bằng chứng gì mà dám bắt người vô cớ. Anh đúng là ngang ngược thật đấy. Mau thả anh ta ra đi. Này này này, cô đừng xem vào cái chuyện của tôi nữa được không? Tôi phải đưa cậu ta lên công an để cậu ta khai ra. Ôi chị ơi, chị cứu em với. Em thề là em không lấy đâu chị ạ. Chị ơi, tại sao tôi lại không được xen vào? Anh ỉ mạnh hiếp yếu, tôi thấy ngứa mắt thì tôi phải giúp. Này, anh đang bắt bớ người vô cớ đấy. Anh có tin là tôi hô lên bây giờ không? Thả anh ta ra. Cô làm cái gì vậy? Thả ra. Trời ơi. Anh yên tâm đi, có tôi ở đây rồi, anh không phải sợ. Tôi là chuyên ra tay giúp những người yếu thế hơn mình, chứ không như ai kia ỉ mạnh hiếp yếu. Này cô hay quá nhở. Tôi phải đưa cậu ta lên công an để cậu ta khai ra lục bọn, cô hiểu không? Chị ơi, em không lấy đâu ạ. Thôi, cô tránh ra đi, để tôi đưa cậu ta lên công an. Không được. Tôi đã bảo cô tránh ra đấy. Không được. Thằng kia, mày đi theo tao, nhanh lên. Cái tên này vừa mới giúp nó xong lại đẩy mình. Thôi, tốt nhất là bây giờ ấy, cô lên kiểm tra lại mình xem sẽ có mất mát gì không. Mất gì là mất gì? Anh đừng có mà. Ôi dồi ôi, điện thoại của tôi đâu mất rồi. Thôi, cô tránh ra đi, để tôi đưa cậu ta lên công an. Không được. Tôi đã bảo cô tránh ra đấy. Không được. Thằng kia, mày đi theo tao, nhanh lên. Chết rồi. Mình bị vẻ bề ngoài khốn khó của nó lừa rồi. Tôi xin lỗi anh, tôi hồ đồ quá. Tôi chỉ muốn ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ người khốn khó. Thế mà hóa ra lại thành ra hại mình rồi ạ. Thôi, đồ đã mất rồi thì còn làm sao được nữa. Coi như đây là một bài học dành cho cô đi. Đừng bao giờ để bị lừa bởi vẻ bề ngoài như vậy nhá. Nhưng mà phải công nhận, cái tinh thần nghĩa hiệp của cô ấy rất đáng được trân trọng. Nhưng mà đừng vì chuyện này mà đánh mất lòng tốt của mình nhá. Thôi, tôi đi đây. Chào cô. Úi trời, hôm nay tao gặp đúng cái con ngơ nên mới thoát được đấy. Mày ơi, đi ăn cướp như vậy có thân đức quá không? Thì thân đức thì có, nhưng mà thôi kệ đi, bần cùng xin đầu tặc cơ mà. Mà tao mày đi ăn gì đi, chứ mấy ngày hôm nay nhá, tao ăn bánh mì không, đói quá hết cả mắt chị. Tao cũng thế, thì thôi, bây giờ mày với tao qua quán nhà bà Hoa béo ăn nhá. Đi. Cậu uống nước đi này. Mày cảm ơn nhé.
Mà đợt này cậu về quê có lâu không? Bao giờ thì lại đi? À, mình về chơi được ít hôm thôi, mai lại phải đi rồi. Muốn gặp bạn bè cũ trong lớp quá, nhưng mà xem ra không kịp. Tiếc quá. Tính ra lớp mình ý, được mỗi tên là thành đạt nhất đấy. Còn trẻ như vậy mà đã là chủ tịch công ty rồi, là niềm tự hào cho quê hương mình rồi đấy. Trời ơi, cậu nói như vậy làm tớ ngại quá. Tớ đã giúp được gì cho quê hương của mình đâu. À, Huyền này, lần này tớ về đây ý, là có một chuyện muốn nhờ Huyền giúp. Ờ, tớ có thể giúp gì được cho cậu? Cậu cứ nói đi. Đợt này dịch bệnh, nhiều người thất nghiệp, khó khăn, cho nên tớ là muốn phát ra khoảng 2.000 suất quà dành cho bà con nghèo ở trong xã. Nếu như mà dự án này mà cảm thấy hữu ích ý, thì tớ sẽ nhân rộng nó ra ở các vùng khác. Tân tính phát quà từ thiện à? Thế thì tốt quá rồi. Nhưng mà lần từ thiện này ấy, có một điều đặc biệt một chút, cho nên tớ mới nhờ Huyền giúp. Kế hoạch của tớ là như này này. Không ngờ kiếm tiền lại dễ thế này. Đúng là thời đến cản không kịp mà. Tớ muốn những phần quà của tớ ấy sẽ đến được đúng những người khó khăn nhất. Vì vậy, tớ sẽ cho đóng mỗi bao 2kg gạo cộng thêm một gói muối. Những người nào khó khăn nhất ấy, thì người ta mới chịu khó xếp hàng và nhận những phần quà nhỏ như vậy. Phải không Huyền? Ừ, ý hay đấy. Ừ, nhưng mà 2 cân gạo có ít quá không Tân? Dĩ nhiên rồi, vì vậy ấy, tớ sẽ bí mật so vào giữa 2 phần quà số tiền mặt 2 triệu đồng và không thông báo chuyện này ra ngoài, chỉ khi nào họ về nhà họ mới biết thôi. Được đấy, Tần đúng là thông minh thật, thế mà tớ không nghĩ ra. Đương nhiên là chỉ những người thực sự khó khăn thì mới nhận được tiền và gạo, đúng không Tân? Đúng vậy, các cô đã có câu một miếng khi đói bằng một gói khi no mà. Tớ nghĩ là 2 triệu đồng có thể là không nhiều, nhưng mà đối với những người nghèo khó bây giờ ấy, thì thực sự là quan trọng đấy. Tần đúng là chu đáo quá. Ờ, tớ thay mặt người dân cảm ơn Tân nhiều nhá. Trời ơi, Huyền đừng có mà khách sáo như vậy. Chỉ tiếc là tớ bận quá nên không thể nào đích thân triển khai dự án này được. Huyền giúp tớ được không? Tớ là tớ tin tưởng Huyền nhất đấy. Đương nhiên rồi, cậu cứ yên tâm, tớ sẽ cố gắng làm thật tốt. Giờ Tân không trực tiếp giám sát mình, còn người dân cũng không biết trong bao gạo có tiền, vậy thì cứ coi như là không có luôn đi. Tân tin tưởng mình như thế, chắc là không đi từng nhà để hỏi người dân đâu. Ừ. 2.000 suất quà, mỗi suất 2 triệu, vị chi là 4 tỷ đồng. Ôi trời ơi, mình sắp giàu to rồi. Ôi trời ơi, giàu to rồi, có tiền rồi. 2 cân gạo. Ê, cô ơi. Cô làm ơn dừng lại cho tôi hỏi một chút được không? Cô có biết người của công ty FPM họ đang phát quà từ thiện ở đâu không? Ở gần nhà văn hóa xã anh ạ. Nhà văn hóa xã à? Tớ nhận ra anh rồi, vụ đuổi theo tên cướp điện thoại lần trước. À, anh cũng nhận ra em rồi, là em đấy à? Là cô gái nghĩa hiệp hôm trước đây mà. Anh lại cứ trêu em vẫn luôn nãy náy về chuyện lần trước đấy ạ. Anh đùa thôi mà, anh rất ấn tượng với em đấy. Mà quê em ở đây à? Không ạ, đây là quê ngoại em, được nghỉ hè nên em về đây chơi. Lần em gặp anh ấy là em đang đi học đại học trên thành phố ạ. À, còn đây ấy cũng là quê của anh. Anh học cấp 3 ở đây rồi mới lên thành phố đấy. Thế tính ra là chúng ta là đồng hương rồi. À, mà em tên gì? À, em tên An, còn anh ạ? Anh là Tân, rất vui khi gặp lại em. May quá, có em cho anh đi nhờ xe đến điểm phát quà. Nếu không ấy, anh cũng không biết đi đường nào đâu. Em cũng đang tiện đường đi lấy thay cho bà cụ hàng xóm.
bà ấy bị ốm mà lại còn sống một mình, cho nên là em đi lấy thay anh ạ. Anh Tân, phía trước có cái gã kia đáng ngờ quá, đuổi theo đi. Nhanh lên, đuổi theo đi. Chứa được cái tinh thần nhẫn nhật như ngày nào nhỉ? Mới được rồi, bám chắc rồi nhá. Vâng. Cuối cùng ấy thì cũng đã thoát được. Bây giờ nha, tao sẽ cho mày về nồi cháo, tâm bổ cho anh Ngân. Khổ cái ông đấy, dịch dã như thế này rồi lại còn ốm với cả chả đau nữa. Này, cậu làm cái gì thế? Em xin anh chị tha lỗi cho em ạ. À, anh Tân, đây chính là cái thằng ăn cắp điện thoại của anh em mình này. Đúng rồi, chính là cậu ta. Anh chị ơi, anh chị tha lỗi cho em. Lần đấy là em chỉ chót dại thôi ạ. Chót dại à? Thế cái con gà kia ấy cũng là đồ đi ăn trộm đúng không? Thôi anh ơi, không phải nói nhiều với nó làm gì. Đưa nó lên công an luôn. Thôi, anh chị ơi, anh chị tha lỗi cho em với. Anh chị ơi, anh chị nghe em nói đã. Em khổ quá nên mới làm như vậy ạ. Đàn ông sức dài vai rộng, tại sao con đi làm kiếm tiền mà lại đi ăn trộm thế này? Rồi còn kêu than nữa chứ. Anh không biết đi chứ, dịch dã như thế này, bọn em lại thất nghiệp. Bọn em từ quê lên phố để làm việc, rồi lại bị chủ thâu ăn quỵt tiền. Quẫn quá nên mới phải đi ăn cắp ạ. Thôi, anh đừng có hòng giả nghèo giả khổ để lừa chúng tôi nhá. Tôi không bị lừa nữa đâu. Mà ông trời có mắt thật đấy, anh đã về quê chạy trốn rồi, thế mà lại gặp chúng tôi ở đây. Hôm nay tôi phải cho anh một trận. Chị, em thề là em bỏ nghề ăn cắp từ lâu rồi ạ. Bỏ nghề mà lại đi ăn cắp gà thế à? Dạ, thưa chị, bọn em không có tiền nên mới phải làm như thế này. Chỉ muốn có ít tiền về quê thôi ạ. Với cả ông anh của em ở nhà đang bị ốm nên mới đi ăn trộm gà về tầm bổ trông mấy. Mà em thề với chị là em ăn cắp đúng một con gà này thôi, em không làm gì hơn đâu ạ. Tôi nghe nói là ở ngoài nhà văn hóa, người ta đang phát quà từ thiện của công ty FVM cơ mà. Các cậu khó khăn như vậy, sao không ra đó lấy? À, dạ, em có ra mà. Nhưng mà em không hiểu sao công ty FVM lớn mạnh như thế nhưng mà lại kỳ bọc kỳ sỉ anh ạ. Cho mỗi người đúng 2 cân gạo, mà cái cô Huyền ấy cho mỗi người lấy đúng 1 lần thôi. Mà anh hiểu đấy, 2 cân gạo thì ăn đến bao giờ mới hết. Sao lại thế nhở? Sao lại chỉ có 2 cân gạo? Cậu đã tìm kỹ bên trong chưa? Còn gì khác không? Còn cái gì là còn gì nhỉ? À, còn hạt sạn. Ui giời ơi, gạo gì mà toàn sạn. Em ăn nhá, mà mẻ hết cả sang cửa. Anh nhìn này. Quái lạ, không thể nào. Sao lại chỉ có 2 cân gạo thôi? Anh Tân, sao thế ạ? Không có gì đâu. Anh chỉ hỏi một chút thôi. Cậu này, cậu có chắc những gì cậu vừa nói là sự thật không? Cậu có dám thề không? Em xin thề với anh chị là những cái lời em vừa nói là hoàn toàn đúng, không sai ạ. Thôi được rồi, tôi không cần cậu thề nữa. Lần này ấy, coi như tôi bỏ qua cho cậu. Nhưng mà con gà kia mau mang về trả cho chủ của nó. Còn đây, cậu cầm lấy, về mua thuốc cho anh trai mình. Thôi, em không dám nhận của anh chị đâu ạ. Anh chị tha lỗi cho em là em cảm ơn anh chị lắm rồi ạ. Cầm lấy, coi như là tôi mua bộ quần áo của cậu đi. Hả? À chà, các cụ có câu người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Nhưng mà em phải công nhận với anh một điều là anh đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp không? Mà anh tin anh ta ạ? Anh lựa chọn tin cậu ta ấy là cũng muốn cho cậu ta một cơ hội để được hoàn lương. Thế còn chuyện anh đổi quần áo thì sao? Cái chuyện đó ấy, bây giờ em đi cùng anh, em sẽ hiểu ngay thôi. Lên xe đi. Trời ơi, anh ấy đã cố tình mặc xấu như thế mà vẫn đẹp trai thế nhở? Mình nghĩ gì thế này? Ôi, xấu hổ quá. Lên xe nào. Bám chắc nhá. Vâng ạ. Còn ai nữa không? Có lấy cào thì điền đầy đủ thông tin vào phiếu, tránh việc lấy 2 lần nhá. Chị ơi, em đến lấy quà từ thiện, chị làm ơn cho em một suất với ạ. Cô mà cũng đến đây lấy quà từ thiện đó. Trông cô ăn mặc cũng tử tế mà lại đến đây tranh quà với người nghèo à? À, không phải đâu ạ. Em đến lấy hộ cho bà cụ hàng xóm, bà ấy đang bị ốm ạ. Bằng chứng đâu? Bằng chứng gì cơ ạ? Bằng chứng cô là hàng xóm.
Bằng chứng là bà ta ốm nặng, bằng chứng là bà ta gặp khó khăn. Bao giờ mà cô chứng minh được ý, thì tôi sẽ cho cô lấy quà từ thiện. Còn không ý, thì tránh ra ngoài kia đi. Sao mà chị khó khăn thế? Có nhiều nhặt gì đâu, chỉ là 2 cân gạo thôi mà. Tao không làm thế để chúng mày trục lợi à? Em cứ nghĩ quà từ thiện nó mang ý nghĩa động viên tinh thần, dù ít nhưng đáng quý ở tấm lòng người cho. Thế mà chị khó khăn như thế thì em cũng không cần đâu ạ. Em tự về bỏ tiền túi mua cho bà cũng được. Về đi. Đến lượt tôi ạ. Lại là một thằng sức dài vai rộng ham ăn đời làm đấy bà. Thôi, thấy mày rách dưới, tao cũng bố thí cho mày. Tại sao chỉ có như này? Tiền đâu? 2 triệu đâu? Tấn, là cậu à? Sao cậu bảo cậu đi công tác dài ngày cơ mà? Tôi không ở đây thì làm sao mà chứng kiến được cậu dở trò này chứ? Tôi là tin tưởng cậu nhất, thế mà cậu làm tôi quá thất vọng đấy. Tấn ơi, cậu nghe tôi nói đã. Tại hôm nay tớ vội quá nên tớ chưa cho tiền vào. Chứ mọi hôm tớ đều cho tiền vào mà. Hay là để ngày mai tớ bù lại có được không? Cậu bỏ tay ra. Trước khi đến đây ấy, tôi đã đi hỏi tất cả mọi người rồi, và không có bất kỳ một ai được nhận số tiền đó cả. Vậy số tiền đó đâu? Có phải vào túi của cậu cả rồi không? Tôi tin tưởng cậu như vậy, thế mà cậu... Cậu tin tớ, sao còn quay lại kiểm tra? Đó là chuyện bất đắc dĩ thôi. Đáng nhẽ ra tôi đã đi công tác, nhưng mà lịch của tôi bị hoãn do dịch bệnh. Tôi liền về quê, hòng muốn cho cậu một bất ngờ. Nhưng ai ngờ lại chứng kiến cảnh này. Cậu thật bị ổi đấy Huyền ạ. Tần ơi, tớ sai rồi, tớ xin lỗi cậu. Tại vì bị lòng tham nên tớ mới bị mờ mắt. Cậu tha lỗi cho tớ nhá. Tôi nghĩ người mà cậu cần xin lỗi là những người dân nghèo bị cậu sỉ nhục kia kìa, và cả những người bị cậu lừa dối nữa. Được rồi, tớ sẽ đi xin lỗi họ. Chỉ cần cậu tha lỗi cho tớ thôi, cậu bảo gì tớ cũng làm. Thôi được, tôi sẽ cho cậu 3 ngày. Cậu phải đi tìm tất cả những người đã được nhận quà, rồi xin lỗi và trao cho họ đúng số tiền như dự tính. Được rồi, tớ sẽ đi làm ngay. Còn nữa, toàn bộ số tiền mà cậu ăn chặn đấy, cậu phải trả lại hết, không thiếu một xu. Nếu như cậu không làm được thì đừng có trách tôi sẽ kiện cậu ra tòa đấy. Tớ hứa, tớ sẽ trả đầy đủ cho cậu. Được rồi, bây giờ dọn dẹp chỗ này và đi sửa sai đi. Tớ đi ngay. Tôi sẽ giám sát cậu đấy. An, bây giờ thì em hiểu ra vấn đề chưa? Em hiểu rồi, anh Tân ngầu thật đấy. Em cũng ngầu mà. Mà này, em đang nghỉ hè đúng không? Đúng rồi ạ. Vậy em có muốn đi làm từ thiện với anh không? Cùng anh trao những suất quà này đến tận tay những người khó khăn. Em thấy sao? Có ạ, em rất sẵn lòng ạ. Vậy thì được rồi, bây giờ cùng anh nhá, mang số gạo này vào trong và đóng gói lại, được không? Vâng ạ. Đây, mở vào đây cho anh.